Một ngày của bố khi ở nhà ngoại thì sẽ làm gì? Sáng sớm công việc đầu tiên khi bố ngủ dậy là sẽ lấy thức ăn cho gà ăn. Sáng nay ba với mẹ đi chợ mua được một mớ cua rất là ngon về để hấp cho bố và các anh. Chiều nay thì nhà mình có một cái lịch trình đó là đi biển, tắm biển và chụp hình. Bố thấy mấy con cua còn sống á thì cứ ngồi hỏi ba chuyện này đến chuyện khác, cười nói giỡn với nhau như hai người bạn. Bây giờ thì ba chà cua để đi luộc cua nè. Ăn cua xong thì sẽ cho bố đi ngủ. Đến chiều là dậy mình đi biển thôi. Lúc này không biết bà hỏi ba bà cái gì nữa. Quay đi quay lại, bây giờ là 3 giờ rưỡi chiều rồi. Ba đi lên kêu bố dậy để chuẩn bị đi biển, chứ không là hết nắng. Khúc này là cứ nhõng nhẽo, lanh qua lanh lại không có chịu dậy nè. Ba phải năn nỉ một lúc luôn. Bế bố lên nhưng mà hai mắt của bố vẫn còn nhắm tít lại nha. Bây giờ ba đi xuống rửa mặt cho bố cho tỉnh ngủ, rồi đi lên mẹ thay đồ và làm tóc cho bố. Trộm vía tóc của bố hôm nay dài lắm rồi, nhờ sử dụng cái dầu gội của mẹ. Bộ dầu gội này là bí quyết giúp cho cái mái tóc của mẹ và bố nhanh dài và rất là khỏe luôn. Dầu gội này thì em bé trên 2 tuổi là dùng được nha cả nhà. Cột tóc xong rồi nhưng mà mặt đang vẫn còn chưa tỉnh ngủ nha. Bây giờ thì nhà mình chuẩn bị lên đường thôi. Nhà mình cứ đi biển là sẽ đi trên không nha cả nhà, tại vì gần á, đi ra khỏi mắt công phải kết dép nữa. Đây là đường ra biển nè, mọi người thấy có đẹp không? Cảm giác khi chạy vào con đường này thì rất là xanh và mát nha, không khí cực kỳ trong lành luôn. Mỗi lần về ngoại thì anh Ken và anh Rốt rất thích đi biển, vì ra đây vừa tắm biển vừa còn được bắt mấy con cua, mấy con ốc nhỏ nhỏ nữa. Mới nói có mấy câu mà bây giờ đã chạy tới biển rồi nè. Hôm nay là lễ nên bãi tắm cũng khá là đông người. Đây là bãi tắm dành cho dân địa phương. Bãi này thì khá là đẹp nhưng mà cũng rất là nhiều đá ngầm. Mọi người đi ngang khu vực này thường dừng lại để chụp hình, nhưng mà nếu ai tắm ở đây là phải cẩn thận nha. Nhà bố sẽ đi xích lên phía trên một tí xíu, khu vực ở trên này thì sẽ vắng và có ít đá ngầm hơn để các anh tắm. Bây giờ là ba đang thay đồ cho bố nè. Nhìn bả giống như cái hột mít vậy đó. Lúc đầu bố đâu có dám xuống dưới nước đâu, bắt ba bế trên tay vì sợ. Nhưng mà một lúc sau á là quen, cứ đòi ngâm mình ở dưới nước, không có chịu lên luôn á. Bây giờ thì tranh thủ lúc nắng đẹp, mẹ và chị tác nghiệp cho bố nè. Mời mấy cô chú cùng xem lại thành quả chiều nay của bố nha.